Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng hàng đầu? Đức Giêsu trả lời: Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận
như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó. Ông Kinh Sư nói với Đức Giê-xu: Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Đức Giê-xu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Sau đó, không ai dám chất vấn người nữa. Đời sống của người Kitô hữu được dệt nên bởi tình yêu của Thiên Chúa, tương quan với tha nhân và cả những giới luật. Những giới luật được Thiên Chúa trao ban như là những phương tiện giúp chúng ta sống gần với Thiên Chúa hơn. Trong đó, yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân là giới răn hàng đầu trong đời sống của người Kitô hữu. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giê-xu đã chỉ cho các kinh sư về những điều răn rất quan trọng và đứng hàng đầu. Vì Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất, nên phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình. Câu trả lời của Đức Giê-xu đưa ra được quy về hai điều chính yếu là mến Chúa và yêu người. Quả thực, hai điều ấy đã có trong lề luật của người Do Thái, nhưng được Đức Giê-xu nhắc lại kiện toàn và liên kết thành giới răn quan trọng. Ngài mời gọi chúng ta thực hành luật yêu thương ấy như dấu chỉ đặc trưng và không thể thiếu trong đời sống của người Kitô hữu trên hành trình tìm kiếm nước Thiên Chúa. Qua đó, Chúa cũng mời gọi mỗi người hãy thực hành giới răn quan trọng này bằng những hành động thiết thực trong đời sống của mình. Với niềm tin, chúng ta tin nhận Thiên Chúa là đấng duy nhất. Vì thế, chúng ta cần thể hiện niềm tin ấy trong việc tôn thờ Ngài trên hết mọi sự. Bên cạnh đó, Ngài mời gọi phải yêu thương người thân cận như chính mình. Tình yêu đối với tha nhân như là dấu chỉ chứng tỏ chúng ta thực sự yêu mến Thiên Chúa. Như Thánh Gioan trong thư thứ nhất đã quả quyết: Nếu ai nói, tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Ước mong lời Chúa luôn mãi là động lực thúc đẩy chúng ta thực hành yêu thương. Một điều răn quan trọng mà Chúa muốn nơi mỗi người. Lạy Chúa, mến Chúa và yêu người như là kim chỉ nam hướng dẫn đời sống người Kitô hữu. Xin Chúa luôn nâng đỡ để chúng con biết thi hành điều mà Chúa truyền dạy. Amen.